Mục Vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Người có cánh tay vàng. Ông James Harrison, một người Úc, đã làm một việc phi thường, hiến máu 1.173 lần trong vòng 60 năm qua. Lượng máu ông cho đi đã cứu sống 2.400.000 trẻ em. Vào năm 1951, lúc 14 tuổi, ông bị bệnh, phải cắt bỏ một lá phổi. Tưởng rằng khó qua khỏi, nhưng đã được cứu sống nhờ nhận 13 lít máu từ những người xa lạ. Sau ca mổ, ông tâm nguyện sẽ làm người hiến máu khi đủ tuổi. Không ngờ việc đó đã vượt ra ngoài suy tưởng, vì trong máu của ông có một loại kháng thể đặc biệt có thể dùng để cứu sống hàng triệu đứa bé mắc chứng rhesus. Bệnh rhesus được y khoa Úc phát hiện vào năm 1967. Mỗi năm có đến cả ngàn trẻ em chết vì chứng bệnh này. Biểu hiện của căn bệnh là khi kháng thể của người mẹ tiêu diệt các tế bào máu của thai nhi, xảy đến trường hợp sẩy thai hoặc em bé sơ sinh bị tổn thương não. Lạ thay, trong máu của ông Harrison có một kháng thể đặc biệt tạo ra chất NTD nhằm chữa bệnh rhesus. Hội Hồng Thập Tự Úc cho biết nhờ máu của ông đã cứu được 2.400.000 em bé suốt 60 năm qua. Ông là một trong 50 người Úc sở hữu loại kháng thể quý báu này. Cứ 3 tuần, ông hiến máu một lần. Cho đến nay, sau 60 năm, ông đã đạt kỷ lục hiến máu lần thứ 1.173. Harrison nói, tôi mong sẽ có người vượt qua kỷ lục này, bởi vì nhờ đó chúng ta sẽ cứu được nhiều mạng sống hơn. Vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2018, tại Sydney Town Hall, ông đã thực hiện ca hiến máu cuối cùng. Bên giường ông, người ta treo nhiều bong bóng có hàng số 1.173. Theo quy định của Hội Hồng Thập Tự, ở tuổi 81 như ông cần phải ngưng hiến máu để bảo vệ sức khỏe. Ông Harrison phát biểu, thế là chấm dứt một thời kỳ hạnh phúc. Tôi lấy làm buồn vì tưởng rằng mình còn có thể tiếp tục nhiều hơn nữa. Thật ra, những gì ông làm đã vượt lên trên kỳ vọng của mọi người. Phát ngôn viên Hồng Thập Tự nói, hội chúng tôi không đủ lời để cảm ơn ông. Từ nay, chúng tôi khó mà tìm được một người sẵn lòng hiến tặng bền bỉ như vậy. Chính phủ Úc đã trao tặng ông huy chương Medal of the Order để nhận sự cống hiến của ông. Quả thật, James Harrison là một người có cánh tay bằng vàng. Nhưng hơn thế nữa, ông còn có trái tim độ lượng để sẵn lòng hiến tặng cho tha nhân. Thật cảm phục khi James Harrison đã hiến máu đến 1.173 lần và đã cứu được 2,4 triệu trẻ em trong suốt 60 năm. Thánh Kinh cho biết Chúa cứu thế Giê-xu vì yêu bạn và tôi nên cũng đã hiến máu của Ngài để cứu chúng ta. Không phải hiến nhiều lần, nhưng chỉ một lần là đủ cả. Không phải chỉ cứu vài triệu trẻ em, nhưng máu của Chúa cứu thế Giê-xu có giá trị cứu hàng tỷ người trong suốt mọi thời đại khỏi căn bệnh tội lỗi. Trước khi bước lên thập tự giá, Chúa Giê-xu muốn các môn đồ luôn ghi nhớ điều này qua tiệc thánh. Ngài phán, đây là thân thể ta,
các con hãy lấy ăn. Chúa cũng rót nước nho, cảm tạ, rồi đưa cho các môn đệ. Các con hãy uống, vì đây là máu ta, máu đổ ra cho nhiều người được tha tội, ấn chứng giao ước mới giữa Thượng Đế và nhân loại. Matthew 26 câu 28. Câu gốc suy ngẫm: vì thế chúng ta được thánh hóa qua sự hy sinh thân thể của Chúa cứu thế một lần đủ cả. Hebrews chương 10 câu 10. Chúa yêu thương bạn.